Thanh xin kính chào quý khán thính giả của đài BUNTV 57.3. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tài chánh và Đề ốc cùng với lại chị Nguyễn Kim Thoa đến từ văn phòng Princess Realty Mortgage. Và bây giờ trước hết thì Thanh xin chào chị Nguyễn Kim Thoa và xin gửi chị gửi lời chào đến khán giả. Kim Thoa xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả cũng như chào Thanh Thanh. Dạ vâng. Vâng và kính thưa quý vị cũng như là chị Kim Thoa là ngày hôm nay hình như là trận độ khoảng hơn tuần vừa rồi ha, chủ nhật thì tự nhiên cái thời tiết cái nó mát lại sau một tuần lễ mưa bão. Đúng. Nhưng mà bây giờ thời tiết nóng lại rồi, chị có cảm giác như thế nào? Dĩ nhiên là thời tiết nóng thì cho những cái người mà làm nghề như Kim Thoa thì không có cảm thấy thích lắm, tại vì có nhiều khi mấy cô phải đi ra ngoài hay là Thoa phải đi ra ngoài appointment thì hơi nóng nực, đôi khi mình cái sự thông minh của mình đi giảm xuống một chút xíu nên đó là Kim Thoa chỉ nói giỡn thôi, nhưng mà thật sự làm trong cái nghề này nếu mà bây giờ thì Kim Thoa kêu là giải nắng dầm sương cũng quen rồi chứ hồi một lúc vô nghề cứ mỗi mùa hè là sợ bệnh lắm, bệnh cứ hai tuần hết bệnh, mỗi lần mà khách có gọi hỏi đang sao nói bữa nay em bệnh rồi, hỏi cái vụ bệnh này nó rất là thường là tại vì giống như mình đi vô nắng rồi ra ngoài rồi vô phòng lạnh nên đó là mình dễ bị bệnh lắm. Nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn rồi. Nhưng mà mình được cái này thì mất cái kia không chị? Tức là mình bị bệnh thường xuyên như vậy có nghĩa là khách đến tìm mình cũng rất là thường xuyên thì mới yêu cầu mình dẫn đi coi nhà đúng không ạ? Đúng vậy thưa Thanh Thanh, nhưng mà có điều đôi khi mình cảm thấy mình không có đủ sức lực để làm đúng việc rồi. Đó nha. Bây giờ thì mà mấy chị em chia nhau để take turn thì mình đỡ khổ hơn hồi đó một chút. Đúng nhưng rồi. Mà thường thường thì mùa lạnh mấy chị cũng thích hơn là mùa nóng, có nhiều khi mình nóng rất là nóng. Dạ vâng. Dạ. Không mà phải thật sự là thời tiết nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình rất là nhiều và ảnh hưởng tới công việc của mình. Nhiều khi nóng quá thì tự nhiên tạo ra mình cảm thấy mình bực bội lắm. Dạ. Trong người nó cũng không được thoải mái và nó dễ làm mình buồn ngủ phải không chị? Mệt mỏi. Thôi thì bây giờ không biết là tiền lời thì nó cũng như là bất thường giống như là thời tiết của mình hay không, thì bây giờ chỉ có chị Kim Thoa hỏi chị Kim Thoa là rõ ràng nhất. Bây giờ tiền lời như thế nào chị ha? Dạ thưa kính thưa quý khán thính giả cũng như Thanh Thanh, là có thể nói là mình vui được trở lại thì sau khi mà tiền lời lên trong mùa hè và Đĩa ốc bỗng nhiên giống như là một cái cơn sốt vậy thì tiền lời lên gần như mỗi ngày thưa quý vị, và bây giờ thì đang ở trên đà, có thể vẫn chưa xuống thấp giống như trước đó, nhưng mà có cái đà đang đi xuống trở lại thì đây là một cái, nói chung là cái đó là cái niềm vui cho những người làm cái nghề giống như Kim Thoa, cũng giống như là những quý vị nào mà đang đi mua nhà thì cảm thấy đỡ lo hơn. Tại vì nếu mà cứ tiếp tục mà lên như vậy hoài á thì vào nếu quý vị nào mà build nhà mới thì sẽ cảm thấy rất là lo sợ. Dạ vâng. Yeah. Và nếu mà xuống được vậy thì mọi người cảm thấy là bình thản hơn, thấy là cuộc đời bình yên hơn một chút xíu. Kim Thoa cũng vậy, mỗi khi mà làm buổi sáng á, mà trước khi nói chuyện với khách để coi cái tiền lời của mỗi ngày lên xuống như thế nào, và đặc biệt những quý vị mà làm về cái refinance thì cái đó coi như là cái mỗi ngày mình phải coi và rất là coi như là cũng rất là rung, nếu mà mình cảm thấy mình lên mình check mà thấy có báo hiệu gì thì có nhiều khi không dám nói chuyện với khách là tại vì sợ mọi người cũng buồn theo nha. Nhưng mà những quý vị mà khách của Kim Thoa thì cũng hiểu ý, có nhiều khi gọi lại mấy chị nói là mấy chị biết không gọi là biết là em không có chuyện vui để nói rồi. Dạ. Tức là không có tin gì gọi là tin mừng, không có hấp dẫn gì đó, không có tin gì hấp dẫn hết. Nhưng mà bây giờ hiện giờ thì tiền lời đang xuống trở lại từ đầu tuần này thưa quý vị, thì 30 năm có thể nói xuống khoảng được tới 4.5 trở lại rồi. Dạ, thì vẫn còn cao hơn ngày xưa nhưng mà có thể nói là get it better hơn là before. Đúng. Dạ. Bây giờ nếu mà trường hợp bây giờ mình hỏi về nếu mà mình cần trước khi mà mình muốn approve cái phần nợ mà mình muốn mượn của ngân hàng hay là những cái approval khác á, thì mình phải làm như thế nào? Kính thưa quý vị cũng như Thanh Thanh, khi mà nói về mà lúc mà đi mượn tiền đó thì nếu quý vị nào đang mua nhà thì quý vị cũng biết là cái người agent, tức như là cái người làm chuyên viên về địa ốc lúc nào cũng hỏi quý vị là có làm cái pre-approve của nhà băng chưa, coi như là cái pre-approve đó không có nghĩa là
khi quý vị được cái pre-approve, nghĩa là quý vị 100% phải mượn loan được. Cái pre-approve là chỉ có thể nói chính xác là khoảng 75%, và sau khi mà vô nhà băng thì họ có thể request những cái information nào nhiều hơn nữa. Và nếu mà chỉ có một cái minor, coi như một cái việc nhỏ mà quý vị có thể không provide đủ cho họ, thì cái loan đó coi như cũng có thể deny như thường. Nên á, là khi mà, nhưng mà khi mà cái hiện giờ thì coi như quý vị ai cũng biết là mình mượn nợ rất là khó khăn. Nên á, là khi mà một người đi ốc trước khi mà dẫn đi với quý vị để coi mấy cái nhà, show mấy cái nhà cho quý vị, thì người nào cũng muốn là trong tay mình có cái pre-approve. Và không phải là vì cái người đi ốc mình cần, mà chính cái người bán, cái người đại diện bên người bán cũng cần biết là quý vị có được approve từ nhà băng không trước khi họ có thể đồng ý là bán cái nhà cho mình. Nên hiện giờ giống như Thanh Thanh mới hỏi, cái pre-approve để mượn loan là rất rất là quan trọng cho một cái việc mua bán nhà cửa. Nên á, khi mà quý vị hay gọi vào trong office của Kim Thoa hay hỏi muốn đi mua nhà, lần đầu tiên mua nhà, cái việc gì mình phải làm trước, không có biết làm gì hết, thì cái việc mà làm trước là cái việc mà quý vị cần phải đi nói chuyện với một người chuyên làm việc về tài chính cho mượn tiền. Thì ở nhà băng, thí dụ như Wells Fargo hay Chase, những nhà băng lớn, họ cũng có thể làm cho quý vị cái pre-approve. Hoặc là những cái công ty về mortgage giống như là công ty của Kim Thoa, thì những người loan officer cũng có thể coi qua những cái giấy tờ của quý vị, check cái credit, check cái những cái paycheck stub, công ăn việc làm trong vòng 2 năm vừa qua, rồi nhà băng của mình, tất cả những cái đó họ có thể biết được là quý vị có thể được approve và approve được bao nhiêu tiền. Thì và cũng giúp cho quý vị biết là thí dụ như mình muốn mua một cái nhà, chẳng hạn quý vị nghĩ là mình mua cái nhà 150, thì mình down bao nhiêu tiền mỗi tháng, mình trả được bao nhiêu, thì coi có nằm trong cái khả năng của mình hay không. Coi như mình có happy để mỗi tháng mình trả như vậy hay không. Mặc dù đôi khi nhà băng nói quý vị là quý vị approve, tất nhiên là cái khả năng quý vị đã được với cái số nợ đó, nhưng mà có nhiều khi quý vị không có muốn là trả nhiều như vậy. Tại vì nhất là người châu Á của mình, người Việt của mình, khi mà làm cái gì cũng không có muốn làm cho hết mức, nghĩa là có tiền thì vào ở chỗ đây một ít, chỗ kia một ít, và cũng còn tiền mình để dành nữa. Nên đôi khi quý vị có thể approve nhiều hơn cái đó, nhưng mà quý vị không có muốn, thì thà như vậy thì chắc ăn hơn cho ở phía quý vị nữa, là tại vì quý vị biết là nằm trong cái khả năng của mình. Và nếu mà quý vị có muốn, đôi khi quý vị nghĩ là ô, cái khả năng của tôi chắc mua được cái nhà khoảng 100,000 thôi, nhưng mà quý vị có thể mua được tới 150, thì thay vì phải mua một cái nhà cũ mà quý vị ao ước được một cái nhà đẹp hơn, mới hơn, quý vị biết là nằm trong khả năng của mình, quý vị cũng có thể tìm cho mình một cái căn nhà đẹp hơn như ý của mình. Tức là trước khi mà, tóm tắt lại, trước khi mà chúng ta bắt đầu, cũng như văn phòng chị Nguyễn Kim Thoa bắt đầu mà bắt tay vào việc mà dẫn quý vị xem nhà, rồi xem coi quý vị có thể mượn được bao nhiêu, thì quý vị phải, mình phải thứ nhất, một là mình tới nhà băng, hai là mình tới công ty địa ốc, chẳng hạn như là công ty của chị Nguyễn Kim Thoa, chuyên viên về cho vay mượn tiền hay là như thế nào, hoặc là họ có những cái liên lạc với là nhà băng, thì họ sẽ xem xét xem coi quý vị có thể mượn được bao nhiêu và cái tiền lời của quý vị là bao nhiêu, có được chấp thuận hay không, có được nhà băng nó có cho mượn hay không. Thì đó là cái điều đầu tiên. Thì cũng đúng rồi chị ha. Thì cái gì cũng vậy, thủ tục đầu tiên thì tức là tiền bạc. Mà cái tiền lời á, thưa quý vị, là thường thường khi mà cái lúc mà quý vị làm cái pre-approve với cái lúc mà quý vị thật sự vào cái contract, và lúc mà mình lock cái interest rate có thể thay đổi, có khi lên hoặc có khi xuống. Nên quý vị đừng có vì cái pre-approve mà bắt cái người loan officer của mình phải hứa là cái tiền lời không thay đổi tới lúc quý vị mua cái nhà. Thì Kim Thoa có rất nhiều quý vị đã gọi vào comment cái người đại diện của mình, nhưng mà cái đó thì là cái nỗi quan của cái người đại diện cho quý vị, là tại vì cái tiền lời lên xuống lên xuống theo giá trị của thị trường. Ngày nào mình chưa có lock cái tiền lời của mình là ngày đó có thể thay đổi. Mà khi mà quý vị lúc mà mình pre-approve là lúc mà mình chưa có nhà trong tay, nhiều khi 3-4 tháng hoặc có nhiều khi 5-6 tháng sau quý vị mới có cái nhà trong tay, thì
tiền lời rất có thể lên vào lúc mà quý vị có cái nhà, thì nên á, cái pre-approve thường thường cái người loan officer đưa ra cho quý vị chỉ có giá trị trong vòng 3 tháng, nhưng mà không có nghĩa là trong vòng 3 tháng đó là cái tiền lời không thay đổi trong vòng 3 tháng, vẫn có đôi khi tiền lời hôm nay đã khác với ngày mai rồi. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà cái pre-approve thì thường thường cái người loan officer có thể estimate trong vòng khoảng 3 tháng cái độ chính xác gần gần hơn một chút, nhưng mà qua khỏi 3 tháng thì có rất nhiều thay đổi, chẳng hạn như từ phía quý vị cũng vậy, có nhiều khi quý vị làm trong một cái hãng, mình có làm việc rất là nhiều overtime, mình có rất là nhiều tiền, nên cái ngày mình pre-approve á, mình rất là strong về cái finance của mình, về cái income của mình, nhưng mà tới khi mà thật sự cái nhà trong tay thì đôi khi cái company đã làm cái giờ ít đi, quý vị mất luôn cái overtime, có thể nó thay đổi luôn cái tiền, cái pre-approve, cái loan amount của quý vị. Nghĩa là hồi bữa cái người loan officer có thể nói quý vị là 100 ngàn, nhưng mà vì cái giờ làm việc của mình thay đổi, có thể mình xuống còn có khoảng 90 ngàn cũng không chừng. Nên á, là nếu mà cái giờ giấc, cái income của mình thay đổi, hoặc là 3 tháng trước quý vị là một người trả tiền rất là đàng hoàng, cái mình đi về, mình đi du lịch ở đâu, cái mình quay về mình trả nợ trễ cho mấy cái tiền bill, tự nhiên cái credit mình thay đổi, tiền lời của quý vị sẽ đi theo cái sự thay đổi đó. Nên khi mà quý vị nghĩ tới mà mình mua nhà và làm những cái pre-approve thì nên tìm một cái người mà quý vị tin tưởng là thứ nhất, thứ hai là có kinh nghiệm để advice, để cho quý vị một cái lời khuyên, một cái sự hướng dẫn cần phải làm và những gì cần phải làm và những gì không nên làm trong lúc mà quý vị đang nghĩ tới để chuẩn bị đi mua nhà. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đó là phần 1 của chương trình Tài chánh và Đề ốc cùng với lại chị Nguyễn Kim Thoa đến từ văn phòng Princess Realty Mortgage. Và bây giờ thì với phần 2, Thanh Thanh xin mời quý vị gọi vào ở số điện thoại là 713 429 4046, một lần nữa 713 429 4046, để mà quý vị nếu có những câu hỏi thắc mắc gì liên quan về tài chánh, liên quan về mượn tiền, giảm nợ như thế nào, nói chung là về dính dáng về tiền bạc, thì thông thường thì chị Nguyễn, văn phòng chị Nguyễn Kim Thoa là sẽ lo hết những cái phần đó và có thể tư vấn để gửi đến quý vị những cái câu trả lời gần chính xác nhất, để mà quý vị có thể tham khảo thêm nếu quý vị liên lạc với lại chị Nguyễn Kim Thoa. Và bây giờ để trở lại với vụ mua nhà, Thanh Thanh nghĩ cảm thấy là có vẻ như là cũng vui đây. Chị, nếu như vậy đó thì không biết theo như chị đó, đa số thì cái phần trăm mà người khách hàng mà tới tìm chị để mà xin một cái pre-approval, tức là để hỏi coi có thể được mượn tiền hay không, thì cái phần trăm mà xác suất mà họ cho mượn thì nó có cao không? 50-50 hay 80-20? No. Như thế nào? Hay là đa khi số mà, ai vô cũng có hết? Dĩ nhiên, khi mà quý vị đem những cái giấy tờ đầy đủ trước khi mà quý vị tới văn phòng, thì Kim Thoa đã nói chuyện sơ với quý vị trên phone rồi. Thì phần lớn bằng cái kinh nghiệm của mình, khi mà quý vị biết được rõ ràng về những cái information, những cái document là những cái giấy tờ mà quý vị có, quý vị nói được chính xác, thì Kim Thoa có thể đoán được ở trên phone khoảng around 70-80% là quý vị có mua được hay là không. Và phần còn lại là Kim Thoa muốn quý vị đem tất cả những cái giấy tờ mà Kim Thoa cần thiết để nhìn vào những cái con số thật sự để mà tính cho quý vị. Nên thường thường khi mà những cái quý vị khách hàng của Kim Thoa mà tới office là gần như là quý vị cũng khoảng hơn 80% là quý vị có thể được approve. Là tại vì trên phone Kim Thoa đã ráng là cố gắng không có để cho quý vị phải mất thời gian. Nếu mà đến đó mà mới find out ra được là mình không có approve thì cũng mắc không quá. Nên đó là quý vị thường thường đến là đã biết được mình approve được khoảng bao nhiêu. Nhưng mà có nhiều mấy anh chị mà có thể cái phần mà còn rớt lại đó là những quý anh chị làm về self-employment. Mấy anh chị không biết được cái thuế của mình khai như thế nào. Nên Kim Thoa hoàn toàn không có đoán được, cho tới khi mà quý vị đem giấy tờ tới thì nhìn vào những con số thì Kim Thoa mới bắt đầu nói. Thì đôi khi cũng có nhiều quý vị thất vọng để đi về vì không có mượn được. Nhưng mà cũng không có nghĩa là mình sẽ buồn cho tới mấy năm sau. Kim Thoa có thể nhìn vào đó để cho mấy anh chị một cái advice, một cái lời khuyên mình nên phải khai thuế như thế nào. Tại vì đó, khi mình làm về self-employment đó là
cái lúc mình làm nhiều hay làm ít để mình khai thuế cho mình, nghĩa là mình control, mình quyết định được cái income của mình, thì Kim Thoa sẽ cho quý vị một cái advice để mình biết là đúng là ngày này tháng này hay là 2-3 tháng nữa mình không có mua được, nhưng mà 6 tháng nữa hay là 1 năm nữa hay là 2 năm nữa mình cũng có thể mua, còn hơn là quý vị không có biết thì cứ nghĩ, lúc nào mình cũng nghĩ mình không có mua được. Ừ. Đúng không? Nhưng mà cái nếu mà có cách giải quyết thì vẫn còn tốt hơn là mình phải chịu trận. Đúng rồi. Nha. Đúng rồi. Nên đó là quý vị không có cần phải lo, nghĩa là mình sẽ có cách. Lúc nào Kim Thoa làm cho khách của mình á, Kim Thoa cũng cho khách biết là cái cách 1 là cái gì, cái cách 2 là cái gì, cách 3 là cái gì, mà khi mà bó tay hết rồi á, thì mình phải chuẩn bị như thế nào cho cái lần trở lại của quý vị, thì chắc chắn quý vị sẽ mượn được. Nhưng mà chị, ví dụ như một người khách mà vô họ nói họ muốn mua một căn nhà, thí dụ như khoảng 300 ngàn, thì mà họ không được cái tờ giấy gọi là tạm thời cho mượn tiền đó, thì không biết là văn phòng của chị có cái chương trình nào không, chứ để mà khách hàng buồn bã bước ra ngoài âu sầu như vậy mình cũng sốt ruột lắm phải không chị? Dạ, phải. Không biết là văn phòng của chị có những cái chương trình nào khác không? Dạ có, Tăng Kiều Tăng Thanh hỏi cái câu này là đúng, là khi mà quý vị bước vào á, thì dĩ nhiên cái cách tốt nhất là mình được chứng minh được income, mình có được cái credit good để mà quý vị có thể mượn được một cái những cái nhà băng Mỹ. Khi nào mấy cái nhà băng Mỹ mà dành mình á, thì mình là thuộc loại người good, nhưng mà nếu không ai dành thì mình phải làm sao, thì mình phải quyết định đi cho kiếm mình họ. Đúng. Thì nhưng mà rất là may mắn là gần đây chúng ta có được những cái lender mà người ta có thể, Kim Thoa thường thường hay lên nói là nếu mà quý vị không có credit thì mình không có thể làm được cái tiền đi mượn tiền được. Nhưng mà gần đây Kim Thoa có được một cái nhà băng, họ cho những quý vị nào mà không có credit mình vẫn mượn tiền loan được. Wow. Còn nếu mà quý vị bị bad, nghĩa là quá bad thì mình không có nói để làm gì, nhưng mà thường thường cái người good credit, cái score của họ là nhà băng nghĩ là họ coi như là chấm điểm cho họ là một cái người có good score đó là khoảng 740 điểm trở lên. Nhưng mà bây giờ cái người mà chỉ có 500 mấy, dĩ nhiên là mình thuộc loại bad credit. Thì hiện giờ cái công ty nhà băng của Kim Thoa làm được với những quý vị có credit chỉ cần khoảng 560 điểm, quý vị có thể mượn được loan và có thể down ít bằng 3.5% cho cái down payment, chứ cũng không có cần nhiều. Nhưng mà với điều kiện là khi mà mình đã yếu, khi mà nói tới mượn tiền thì quý vị phải có vừa có credit vừa có công ăn việc làm đàng hoàng. Thì nếu mà cái credit của mình đã yếu rồi thì cái income của quý vị phải vững thì mới mượn được, nghĩa là họ cho mình mượn cái credit thấp. Nhưng mà không có nghĩa là quý vị đau nhiều tiền thì quý vị có thể mượn được đâu, nhưng mà khi mà cái income của mình mà strong thì cái credit của mình thấp mình cũng có thể đi mượn tiền được. Nhưng mà câu hỏi dành cho chị Kim Thoa là nếu mà mình không có credit nhưng mà mình có tài sản thì được không? Không phải là income nha, tài sản. tài sản đưa ra bằng cách nào? Thí dụ như có nhiều quý vị nghĩ là mình có nhà pay off, 2-3 cái pay off, cái đó có thể nhà băng cho mình dễ mượn, nhưng mà không có nghĩa là vậy. Ồ, vậy hả chị? Dạ, tài sản của mình hiện lên như thế nào mới được? Tài sản mà bằng hiện vật, nghĩa là bằng thí dụ cái như mình cash nằm ở trong nhà băng của mình. Okay. Chẳng hạn như quý vị có khoảng 3-4-50% gì ở trong nhà băng của mình, thì quý vị cũng có thể đi, nhưng mà không đi được nhà băng, mình có thể đi được về phía private lender. Hoặc là mấy cái Asian bank thì đây có thể cho quý vị down payment nhiều và không có cần chứng minh income, thì đó cũng là một trong những cái cách mà giải quyết cho những quý vị mà mình có tiền, có tài sản giống như Thanh Thanh nói, nhưng mà không có chứng minh được cái income của mình. Và đó là một trong những cái cách mà mình phải giải quyết. Cho nên nếu mà như vậy thì mình chỉ có một cách là phải đi qua private lender, đi bằng cái đường đó mà thôi, chứ không có đi được cái đường mà đi với đi nhà băng. Của nhà băng. Nhưng mà cái nhà băng mà mình có thể đi được đó là những quý vị phải có income, cái credit hơi tệ cũng được, hơi tệ hơn average. Average là cũng khoảng ở 640 trở lên. Nhà để cho cái người nhà băng consider cho mình một cái loan thì là từ 640, mà cái người gọi là good credit thì phải là từ 740 điểm trở lên thì quý vị mới gọi là lấy được cái tiền lời the best. Nhưng mà bây giờ thí dụ như credit của mình không tốt đi, gọi là tệ đó, bad đó,
thì phải mình phải xây lên bao nhiêu lâu thì mình mới được lên được lại gọi là average như chị nói khoảng 6 cái mấy câu đi. Hỏi đó cũng rất là hay Thanh Thanh. cái có nhiều quý vị gọi vào trong văn phòng của Kim Thoa cứ nghĩ là mình bad credit và sẽ chờ cho tới, tại vì quý vị hay nghe nói là 7 tới 10 năm sau tự nhiên cái credit xấu của mình sẽ được biến ra coi như đi ra ngoài thì cái này được xóa đó. Dạ, thì thay vì quý vị phải khổ sở ngồi chờ tới 10 năm sau thì quý vị cũng có thể mượn trong lúc mà quý vị chưa có hẳn hồi cho cái credit của mà mình bad credit thì làm sao mà mình mượn được nữa thì mình bad, nhưng mà cái credit 506 là thuộc loại bad đó, bad credit đó, nhưng mà quý vị đừng có dưới 506 nhìn vô trong đó. Kim Thoa có thể, nếu mà quá bad thì Kim Thoa sẽ nhìn vô trong cái credit của quý vị, tại vì khi mà làm về cái mortgage bằng cái kinh nghiệm của mình lâu ngày rồi thì Kim Thoa có thể biết là fix cái credit của quý vị, nghĩa là ví dụ như Kim Thoa cần 560 điểm thì quý vị đang ở 550 điểm, làm sao để lên được 560 điểm. Kim Thoa fix cho được vừa đủ cái điểm để mình đi mượn tiền thôi. Dạ, thì nếu mà mình trở lại cái người từ 500 mấy chục điểm mà trở lại 560 mà muốn trở thành 700 điểm thì cái chuyện đó thì đòi hỏi hơi quá đáng. Nhưng mà nếu mà 10 điểm, 20 điểm mình có thể làm được. Và làm bằng cách nào thì Kim Thoa nhìn vô đó thì làm cho mình vừa đủ cái điểm để mình đi mượn loan thôi. Nghĩa là vừa đủ điểm đậu thôi, tại vì nếu mà quý vị muốn đậu một cách perfect score thì maybe cho những người bad credit từ 500 mấy là chắc chắn quý vị phải có collection rất là nhiều hoặc là trả trễ rất là nhiều. Mà muốn trở lại một người bình thường thì cái thời gian không phải là mau, nên nếu mà chờ cho đến thời gian đó thì thà mình fix credit để vừa đủ cho mình một cái cho nhà băng cho mình mượn tiền. Thì mặc dù dĩ nhiên cái credit của người không có good với cái credit của người good, quý vị không có thể đòi hỏi nhà băng phải cho mình cái tiền lời bằng, nhưng mà vẫn good hơn là mình phải đi với nhà băng bên ngoài, với private lender. Thì nếu mà quý vị nghĩ là mình có cách sửa thì Kim Thoa nghĩ đó cũng là cái cách tốt để mà mình nên làm. Và nếu mà quý vị, thí dụ Kim Thoa làm một tháng không được thì cũng 2 tháng, 3 tháng Kim Thoa có thể fix được cho quý vị để mình bắt đầu chuẩn bị cho cái pre-approve của mình và bước vào cái việc mua nhà. Thì sau khi quý vị bước vào mua nhà rồi thì quý vị sẽ không có bị cản trở, nghĩa là mình đi mỗi bước mình đi là mình đã dẫn rồi, mình đã có cái nền tảng để cho mình đi tiếp. Còn nếu thí dụ như một người mà không có tín dụng gì hết á, bắt đầu xây lên từ đầu để mà có tín dụng để xây được căn nhà, để mua được căn nhà thì mất khoảng bao nhiêu lâu? Thường thường nếu mà không có điểm tín dụng gì hết, quý vị muốn bắt đầu xây cho mình cái credit á, thì tệ lắm quý vị cũng phải được trong vòng một năm. Dạ, mà 2 năm là vững nhất, là mạnh nhất. Nhưng mà giống như Kim Thoa hồi nãy nói ấy, với Thanh Thanh cũng như với quý vị, là Kim Thoa có nhà băng chấp nhận cho những người không có credit, họ tự cho mình, họ cho mình, những người không có credit thì họ tự cho một cái credit coi như là minimum của tối người thiểu, không có credit. Dạ. Rồi là, từ đó bắt đầu mới xây lên là 580 điểm. Mình không có cần xây lên, nghĩa là khi mà mình vô nhà băng mình không có credit gì hết thì họ sẽ cho cái người này cái tối thiểu điểm. Hồi nãy Thanh Thanh nói là cái điểm tối thiểu là 580, mà hồi nãy Kim Thoa nói 560 điểm là mình đã có thể good, mượn được rồi. Thì rồi, bây giờ quý vị 580 thì mình được chạy tiếp thôi. Nên á, cái đó là một cái điều mà đáng mừng cho những người Việt Nam của mình, cho những người châu Á của mình, vì phần lớn người của mình thích xài tiền mặt hơn là đi mượn nợ người khác. Cái thói quen đó là rất là tốt cho nước của mình nhưng mà lại không có tốt cho cái nước ở bên đây. Quý vị không thiếu nợ, người ta không có biết là mình sẽ là cái người tốt hay người xấu trong tương lai, nên họ không có định được quý vị là người như thế nào. Khi mà kinh tế khó khăn, khi mà địa ốc mà khó khăn thì mấy cái nhà băng không có dám chơi với những người không có credit. Bad cũng không chơi mà không có credit cũng không chơi. Nhưng mà bây giờ á, thì hơi dễ dàng hơn một chút, nghĩa là quý vị không có credit, quý vị cũng có thể được mượn. Mà bad thì đừng có bad quá, quý vị cũng có thể được mượn. Thì thật con nghĩ đây là cái tin vui cho những người châu Á của mình.
đúng không? Đúng dạ, rồi. Phần tức là lớn giờ là mình ít có bao giờ xài nợ nhiều, nên quý vị không có phải lo là mình không có credit thì không mua được nhà. Chỉ có một cái là quý vị phải có công ăn việc làm. Nếu mà mình không có credit mà không có công ăn việc làm nữa thì hơi khó. Nhưng mà nếu mà cả hai, quý vị không có credit mà không có việc làm chứng minh được nhưng mà mình có tiền, thì quý vị cũng có thể đi một cách khác, nhưng mà cái đó thì không phải là đi của nhà băng bình thường. Nhưng mà nếu nói mà đi một cách quang minh chính đại ở nước Mỹ này nha quý vị, thì tức là mình phải mượn thật nhiều mà trả phải thật là đều, đúng không? Cho nên thì mình mới có được cái credit, mình mới làm được nhiều thứ chuyện, mua nhà, mua xe, mua đất, mua đủ thứ chuyện hết. Đó cũng là một cái gì đó mà nhiều khi chúng ta cũng suy nghĩ không biết làm sao. Có những người mà họ không có credit gì cả thì họ không biết làm sao như thế nào để bắt đầu build lên. Bởi vì Thanh được biết là có một số người họ không có credit, muốn đi vô trong nhà băng để mà xin một cái thẻ tín dụng để mà bắt đầu từ đó xây lên, nhưng mà nhà băng nào cũng không cho mượn. Dạ, nhưng mà mình vẫn có cái nhưng cách. Mà bây giờ thì bây giờ thì bắt đầu mình có cái cách. Dạ, mình nếu mà muốn mua nhà thì mình cũng được cái đó, nhưng mà nếu mà những quý vị nào mà muốn tạo dựng cho mình được cái credit thì quý vị có thể nói chuyện với nhà băng, mình coi như mình deposit vào cái credit card của mình trước. Rồi ví dụ mình bỏ vô 500, họ sẽ phát ra mình một cái credit card đúng 500. Lỡ mà mình quên trả thì họ lấy cái 500 từ trong nhà băng mình ra. Còn nếu mà mình trả đều đặn là tự nhiên họ cũng report về mấy cái credit bureau để mà update cái điểm cho quý vị. Nên nếu mà quý vị muốn có nghĩ tới đó mà không có biết cách làm thì quý vị cũng có thể liên lạc với Kim Thơ. Kim Thơ có thể chỉ cho quý vị làm để mà mình có thể có quyền mơ ước về một cái nhà. Đúng rồi. Dạ. Vâng, và một lần nữa tôi đang xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Tài Chánh và Địa Ốc cùng với là chị Nguyễn Kim Thoa, và văn phòng của chị Nguyễn Kim Thoa đã hiện trên màn hình rồi. Nếu quý vị có những thắc mắc gì mà quý vị ngày hôm nay không kịp gọi vào trong đài thì quý vị có thể gọi trực tiếp cho chị Nguyễn Kim Thoa, và văn phòng của chị mở được biết là 24/24 quý vị. Nên là quý vị có thể gọi bất cứ giờ nào, và nếu có thể thì chị Nguyễn Kim Thoa sẽ trả lời ngay lập tức đến quý vị, và nếu không quý vị có thể để lại lời nhắn và sau đó thì sẽ có người gọi lại để trả lời những câu hỏi, những cái câu thắc mắc của quý vị. Và một lần nữa thì Thanh xin cảm ơn chị Nguyễn Kim Thoa đã đến đây với đài BWN và cũng như là đến với khán giả của đài BWN. Trước khi rời làn sóng, Thanh xin mời chị Nguyễn Kim Thoa gửi lời chào khán giả. Kim Thoa xin cảm ơn quý khán thính giả rất là nhiều. Cảm ơn Thanh. Trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua mình đã chia sẻ được với quý vị cũng như Thanh những cái thắc mắc về địa ốc cũng giống như tài chánh. Kim Thoa rất mong là quý vị sẽ đón xem cái chương trình kế tiếp, và cũng nhân tiện hôm nay thì trên màn hình có để thêm một cái địa chỉ của công ty của Kim Thoa nữa, đó là một cái cơ sở 2 mà Kim Thoa đã có lần nói với quý vị là nằm ở bên phía Northwest, ở bên rất là gần với Veterans Memorial và 1960. Nên tất cả những quý vị nào mà ở bên North nếu mà muốn để gặp nói chuyện với Kim Thoa về vấn đề địa ốc cũng như tài chánh thì quý vị có thể request là để gặp Kim Thoa vào cái hướng ở trên Northwest. Kim Thoa rất là mong là quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình vào những lần kế tiếp. Kim Thoa kính chúc quý vị có một buổi tối thật là an lành và bình yên. Xin thân ái kính chào. Xin kính chào tạm biệt quý vị.